Chung kết Miss Universe 2023, Bùi Quỳnh Hoa có cơ hội lọt top. Chung kết Miss Universe 2023 diễn ra tại nhà thi đấu dâu Rodolfo Pineda, thủ đô San Salvador, El Salvador với màn tranh tài của hơn 80 người đẹp. Đúng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 11 giờ Việt Nam, Chung kết Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 diễn ra với màn tranh tài của hơn 80 người đẹp. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của cuộc thi. Tại Việt Nam, khán giả có thể xem trên hệ thống FPT Play. Trong đêm thi quan trọng này, ban giám khảo sẽ lần lượt chọn ra top 20 rồi đến top 10. Thí sinh được bình chọn nhiều nhất được gọi tên vào top 11 để trình diễn trang phục dạ hội. Sau đó, 5 thí sinh có điểm số cao nhất bước vào phần thi ứng xử để lựa chọn ra những danh hiệu cao nhất. Đương kim Hoa hậu Moni Gabriel, Mỹ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Trước chung kết, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology, Global Beauty hay Sass Factor cũng đã đưa ra những bảng dự đoán. Tuy nhiên Bùi Quỳnh Hoa, đại diện Việt Nam lại không được đánh giá cao, cô thậm chí không xuất hiện trong danh sách dự đoán vào top 20 chung cuộc, trong khi ở những bảng xếp hạng trước, người đẹp Việt Nam được dự đoán sẽ chắc suất trong top 20. Theo đánh giá, những người đẹp nổi bật có thể giành chiến thắng gốm Nicaragua, Puerto Rico, Thái Lan, Philippines. Việc Bùi Quỳnh Hoa được dự đoán không có tên trong top 20 cũng khiến cho khán giả Việt cảm thấy lo lắng. Họ cũng gửi lời động viên và mong đại diện Việt Nam sẽ có cú lội ngược dòng trong đêm chung kết. Những ngày qua, Bùi Quỳnh Hoa đã tham gia các hoạt động cùng những thí sinh đến từ các nước bạn. Tại bán kết, cô cũng thể hiện được sự tự tin trong từng bước catwalk. Qua các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi cùng nỗ lực ở vòng bán kết và màn trình diễn ấn tượng trong phần thi trang phục dân tộc, đã giúp người đẹp 25 tuổi dần nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả Việt. Bùi Quỳnh Hoa sở hữu đầy đủ từ nhan sắc cho đến hình thể và bản lĩnh sân khấu nhờ có kinh nghiệm dày dặn tại nhiều cuộc thi. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô vẫn còn nhiều hạn chế. Chân dài Hà Nội chỉ có thể nói được một số câu cơ bản. Đây được xem là bất lợi lớn của Bùi Quỳnh Hoa trên hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2023.